chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học vật lý 10 của website học trực tuyến olm.vn. Trong chương 1 này thì chúng ta đã cùng tìm hiểu các loại chuyển động như chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi đều và bài hôm trước chúng ta đã học về sự rơi tự do. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu một loại chuyển động nữa, đó là chuyển động tròn đều. Nội dung chính của bài hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thứ nhất, chuyển động tròn đều là gì? Thứ hai, các đặc điểm của chuyển động tròn đều bao gồm tốc độ dài, vector vận tốc trong chuyển động tròn đều. Thứ ba, tốc độ góc, chu kỳ, tần số. Và cuối cùng là gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều. Đầu tiên, chúng ta cùng xem chuyển động tròn là gì? Các em cùng nhìn vào ví dụ sau đây. Khi mà chiếc đu quay quay tròn thì ta thấy rằng quỹ đạo điểm treo các ghế ngồi trên đu quay là những đường tròn có tâm nằm trên trục quay. Hay những chuyển động thường gặp trong cuộc sống như chuyển động của điểm đầu một chiếc kim đồng hồ hay là điểm đầu một cánh quạt máy khi nó đang quay đều là chuyển động tròn. Vậy ta có khái niệm chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn. Thế còn tốc độ trung bình ở trong chuyển động tròn thì sao? Trong chuyển động tròn thì tốc độ trung bình được tính bằng công thức là độ dài cung tròn mà vật đi được trên thời gian chuyển động. Ta nhớ lại khái niệm chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. Vậy tương tự, ta cũng có thể dễ dàng ghi nhớ được khái niệm chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi cung tròn. Các em hãy lấy cho cô một số ví dụ về các vật chuyển động tròn đều mà em biết nhé. Sang phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. Nếu cô gọi delta S là độ dài của cung tròn mà vật đi được trong khoảng thời gian rất ngắn là delta T, thì thương số V bằng delta S trên delta T được gọi là tốc độ dài của vật chuyển động. Lúc này thì tốc độ dài cũng chính là độ lớn của vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều. Và ta thấy rằng trong chuyển động tròn đều thì tốc độ dài của vật không đổi. Trong trường hợp mà cung tròn có độ dài rất nhỏ, có thể coi như một đoạn thẳng, thì người ta dùng vector delta S vừa chỉ quãng đường đi được, vừa chỉ hướng của chuyển động. Vector delta S này được gọi là vector độ dời, và khi đó ta sẽ có vector vận tốc được định nghĩa bằng vector delta S trên delta T. Ta thấy rằng vector vận tốc thì cùng phương và cùng chiều với vector độ dời delta S. Nhìn vào hình thì ta có thể thấy ngay được rằng vector vận tốc luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. Tiếp theo, ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tốc độ góc của chuyển động tròn. Nếu cô gọi O là tâm và R là bán kính quỹ đạo của đường tròn, M là vị trí tức thời của vật chuyển động, thì khi M chuyển động được một cung là delta S trong khoảng thời gian delta T, thì ta thấy rằng bán kính OM quay được một góc là delta alpha. Khi đó ta sẽ có thương số omega bằng delta alpha trên delta T được gọi là tốc độ góc của chuyển động tròn. Đơn vị của omega là radian trên giây. Ta thấy rằng trong chuyển động tròn đều thì delta alpha sẽ tăng tỷ lệ thuận với thời gian delta t, do đó tốc độ góc omega thì luôn không đổi. Các em hãy ghi nhớ rằng tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi. Ta sẽ tìm hiểu khái niệm tiếp theo, đó là chu kỳ của chuyển động tròn đều. Chu kỳ t của chuyển động tròn đều là thời gian mà vật đi được một vòng. Và ta có công thức liên hệ giữa tốc độ góc omega và chu kỳ T là T bằng 2π trên omega. Đơn vị của chu kỳ là giây, ký hiệu là S. Thế còn tần số? Tần số F của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong một giây. Ta cũng có công thức liên hệ giữa chu kỳ và tần số là F bằng 1 trên T. Đơn vị của F là Hz, ký hiệu là Hz. Ta đã biết là trong hình tròn thì độ dài cung bằng bán kính nhân với góc ở tâm tròn cung. Như vậy là ta có delta S bằng R nhân delta alpha. Từ đó ta sẽ có công thức liên hệ tốc độ dài và tốc độ góc là V bằng R nhân với omega. Trong đó R là bán kính của quỹ đạo tròn. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu khái niệm chuyển động tròn đều và các đặc điểm của chuyển động tròn đều. Sau đây các em hãy làm một số câu hỏi tương tác sau để nắm rõ hơn những gì mà chúng ta vừa học nhé. Cuối cùng, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về gia tốc hướng tâm.
ta thấy rằng trăng chuyển động tròn đều. Tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng hướng của nó luôn luôn thay đổi, do đó chuyển động này có gia tốc. Vector gia tốc A trong chuyển động tròn đều cũng được xác định bằng công thức là A bằng delta V trên delta T. Ta thấy rằng vector gia tốc A thì cùng hướng với vector delta V, và ta cũng chứng minh được rằng vector delta V thì nằm dọc theo bán kính và hướng vào tâm. Do đó, vector gia tốc A cũng hướng vào tâm, và người ta gọi gia tốc trong chuyển động tròn đều là gia tốc hướng tâm. Công thức tính gia tốc hướng tâm là AHT bằng V bình trên R. Trong đó V là vận tốc dài của vật chuyển động và R là bán kính quỹ đạo tròn. Chúng ta hãy cùng nhau làm một số ví dụ sau đây để nắm rõ hơn các công thức về chuyển động tròn đều nhé. Ví dụ 1. Một ô tô qua khúc quanh là cung tròn bán kính 100m với tốc độ dài là 10m trên giây. Hãy tính gia tốc hướng tâm của xe. Ta thấy rằng bài hỏi gia tốc hướng tâm của xe. Vậy ta có công thức gia tốc hướng tâm vừa học là AHT bằng V bình trên R, với V theo giả tiết bằng 10m trên giây và bán kính R bằng 100m. Vậy ta có thể trả lời được rằng gia tốc hướng tâm của xe là A bằng 10 bình trên 100 và bằng 1m trên giây bình. Ví dụ 2. Một quạt máy quay với tần số là 400 vòng trên phút, cánh quạt dài 0,8m. Hãy tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt. Phân tích đề bài, ta thấy rằng bài cho tần số bằng 400 vòng trên phút, cánh quạt dài 0,8m, tức là bán kính R bằng 0,8m. Ta có thể đổi F bằng 400 vòng trên phút, tức là bằng 6,67 Hz. Từ đó ta áp dụng công thức tính tốc độ góc, omega thì bằng 2PF và bằng 41,9 varian trên giây. Sau đó, để tính tốc độ dài thì ta áp dụng công thức liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài, đó là V bằng omega nhân với R, và ta được kết quả là 33,5m trên giây. Như vậy, trong bài hôm nay, cô và các em đã cùng tìm hiểu về chuyển động tròn đều. Các em hãy ghi nhớ những nội dung chính, bao gồm có khái niệm và đặc điểm của chuyển động tròn đều, vector vận tốc của vật chuyển động tròn đều, các công thức tính tốc độ góc, chu kỳ, tần số, công thức liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài, và cuối cùng là gia tốc hướng tâm. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Các em hãy làm những câu hỏi ở phần luyện tập để nắm rõ hơn các kiến thức mà chúng ta vừa học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo trên kênh học trực tuyến OLM.